là cái công việc không phải là công việc, đấy không hẳn là công việc mà đấy là tình cảm của em dành cho Batum. Như các chị nói là các chị vẽ ra cái lọ, vẽ ra cái kia, các chị nói là Batum làm sao mà gọi điện được cho Nhi, đúng ạ, đúng không? Thì các chị quá sai lầm. Và cái việc em đăng lên để cho các chị hiểu là Matum nhớ em thì em đến thăm Matum. Còn cái sai của em, cái sai của em thì em không biết là mọi người nghĩ thế nào, nhưng cái sai của em là khi đăng VT lên em không đăng cái tin lên thì em không nghĩ là nghĩ cái đến cái đoạn mà Matum hở tóc thì em không nghĩ. Cái đó là em sai, em công nhận. Còn các chị đừng có tỏ vẻ là thương hay là tỏ vẻ là thế lọ thế kia. Em sợ lắm, em sợ ma, em sợ ma những cái lòng thương đấy. Nên là hôm nay em có cái cáp đấy. Em có cáp là tôi sợ lòng người. Nên là em thật sự cái lòng em nay cho phép nói hơi hơi cộc lốc một tí, là lòng lợn thì có thể sáu dư ăn được, lòng người không ăn được. Sợ lắm. Em chỉ biết cảm ơn mọi người thôi. Em chỉ biết cảm ơn mọi người, những người yêu thương và bảo vệ em thôi, những người hiểu cho em. Còn những người mà luôn muốn mang toxic và gây hấn với em thì mọi người cứ tiếp tục công việc của mọi người và chúc mọi người thành công. Vậy thôi. Còn em chỉ nói một lần này thôi. Và khi em trở về Việt Nam, khi em trở về Việt Nam ấy, em không hứa với mọi người là cho mọi người được những cái mà mọi người đang mong muốn và mọi người đang muốn được như thế. Nhưng cái việc em làm thì đấy là xuất phát từ cái trái tim của em. Em không cần, em nói thật luôn, ở Việt Nam em vẫn có thể làm được những cái mà ví dụ như content em cũng có thể làm được, cái gì em cũng có thể làm được. Không phải là cứ phải là có người đẩy thuyền hay là cứ phải có người tác động thì em mới đi, hay là vì vì view, nếu em vì view ấy thì em không làm này đâu. Nên là suy nghĩ người lớn lên, suy nghĩ xa lên một tí. Nếu em vì view em không làm những việc này đâu. Rồi nói là ừ em níu kéo hay là gì, mọi người đặt suy nghĩ mà xem. Mà thôi em cũng không nói sâu vào cái chuyện này nữa, nhưng mà mọi người cứ suy nghĩ đi, lớn rồi em đã gọi là các chị thì để cho em gọi là các chị, bởi vì là những các chị cũng lớn tuổi hơn em rồi. Các em nhỏ em không chấp. Đấy là những cái một trong nhiều tin nhắn nhắn cho em. Đấy là một trong nhiều những tin nhắn nhắn cho em. Bây giờ người ta đi công việc của người ta, em không muốn người ta khó xử. Em còn phải tìm cách để em sang đây, chứ không phải như mọi người nghĩ đâu. Em nói rồi, em có thể đi khắp thế giới, em có thể đi đâu mà em muốn, em chỉ cần có lý do thôi. Và lý do ở đây là gì? Lý do ở đây là người yêu, người thương em nhớ và muốn gặp em. Em có thể đến bất kỳ lúc nào. Còn đừng nói, đừng nghĩ là em vì cái lọ, vì cái kia. Em không vì cái gì hết ý. Nếu vì ý, thì mọi người nghĩ là em đi một cách thầm lặng như thế à? Hả? Sao mọi người không động não vậy? Mỗi khi mọi người nói một câu nói nào ra, mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Mọi người có thể chỉ trích, mọi người có thể tấn công, hoặc mọi người có thể yêu thương em ngày hôm nay, hoặc ngày mai mọi người không yêu thương nữa thì mọi người có thể đi. Cái đấy em không trách mọi người được. Nhưng khi mọi người chỉ trích một ai đó hoặc đặt điều cho bất kỳ một ai đó thì hãy suy nghĩ. Nếu như một ngày mai, nếu như nhé,
một ngày mai những người khác đặt điều cho mình, hoặc những người khác đặt điều cho em của mình, cho anh của mình mà không đúng sự thật, thì mọi người hãy lấy cảm xúc đó đặt vào cảm xúc của em bây giờ nhé. Còn em kia thì vẫn còn bé quá, nên là em chỉ mang cái dòng tin nhắn đến thôi để cho mọi người cảm nhận thôi. Còn nhiều chị lên like nói rồi thế nọ thế kia, thật sự em cũng xem chứ không phải không xem, nhưng mà em thật sự là em không muốn nói, em không muốn lên tiếng. Bởi vì em gì? Bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến em cả. Nhưng mà một lần hai lần thì không sao, nhưng nhiều quá nó thành mất vui. Các chị hiểu ý em nói không? Nhá. Còn các em nhỏ, cái em mà nhắn tin cho Đạt ấy, thì tự suy nghĩ. Các em cứ suy nghĩ mà xem. Em không muốn làm phiền ai hết với em như vậy. Và thứ hai nữa, em không cần view. Em nói không cần view thì không đúng. Ai làm trên mạng xã hội cũng muốn có view, cũng muốn có nhiều người yêu thương, cũng muốn được nhiều người yêu thương, ai cũng thế thôi. Ai cũng cần view. Nhưng với em, cái view mà em tự thực lực em bỏ ra, mà mọi người thực sự yêu quý, em mới trân trọng. Còn ba cái view bất, ba cái mà để câu view ấy, thì em không cần. Bởi vì ngày hôm nay họ có thể yêu mình, nên chủ đề mình mà, đúng không? Cái việc đấy thì với em thì không care. Em không cần thiết. Em chỉ cần biết là